Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình, Pamela Lọc Xu Taki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft siêu anh hùng. Và tập trước á, thì mình đã làm được một bộ sáp máy bay phản lực này các bạn ơi. Bộ sáp này có thể biến hình thành một chiếc máy bay chuyên để đi khám phá những nơi xa xôi với tốc độ bay có thể nói là cực kỳ nhanh luôn á. Đã vậy thì công thức của nó cũng không quá khó nữa. Rồi và hiện tại thì bộ sáp này chưa có được mình cường hóa lên nên nó còn rất là yếu cũng như là mau hư nữa. Nên lần này thì mình sẽ vô trong cái chỗ enchant của mình nhá, để nâng cấp nó lên một tí. Rồi đầu tiên thì mình sẽ cho nó cái dòng chậm hẩm thôi, vì lượng kinh nghiệm mình đang có nó hơi có hạn á, mới có 40 mấy cấp ha, chưa đủ để ép hết những cái dòng xịn đâu. Để khi nào mình đi khám phá mình có thiệt là nhiều kinh nghiệm đi rồi mình sẽ enchant hết full set đồ xịn nhá. Rồi tạm thời thì mình chỉ đủ kinh nghiệm enchant được 3 món thôi à, rất là tiếc luôn. Nhưng không sao đâu, chắc xíu đi khám phá cũng đủ thôi mà. Và cái này á cũng rất là hay, nó giống như chiếc xe vậy đó các bạn ơi, có thể tạo thành một cái mô hình đồ chơi giống như vậy nè. Đó, theo công thức rất là đơn giản luôn, và mình có thể thoải mái cầm trên tay và muốn biến hình thì chỉ cần ấn một phát giống như vậy đó là biến hình và có thể quẩy tung nóc luôn á. Rồi giờ thì tạm thời thì mình sẽ bắt đầu công việc chính trong ngày hôm nay, đó chính là chế tạo một cái máy tính mới nhá. Ở những chuyến khám phá lần trước á thì mình có nhặt được những cái máy tính siêu anh hùng nè, nhưng mà nó dạng nhỏ thôi đúng không, có một màn hình nè, một màn hình bự và bốn màn hình nhỏ đúng không? Nhưng mà lần này thì mình sẽ làm một cái dàn máy tính tới ba cái màn hình bự luôn. Và công thức của nó thì cũng hơi khó một xíu á. Và nó được mang tên là Pet Computer. Cái này á thì mình cần phải có ba màn hình nè, bàn chế tạo, sắc đen cũng như là logo của Batman. Thế nên sau khi có được máy tính này thì mình sẽ bắt đầu làm những bộ giáp của Batman nhá. Rồi và trong thời gian với hai tập thì mình còn dư ít kính á, nên làm trước cái màn hình màu đen này rồi. Giờ thì mình đang nung thêm một ít cát ở phía trên á, để mình lên trên mình lấy cát ra rồi tiếp tục chế tạo nhá. Đây cát đã nấu xong rồi nè, được 41 thôi. Cái này thì chủ yếu nó cần những cái thấm kính thôi các bạn ơi, nên cũng thoải mái mà chế tạo. Cái này là coi mình có được màn hình đen rồi nè, giờ thì cần black light hả, cần lightning stone với tung stand. Lightning stone thì ai chà, à đây đây đây. May mà mình vẫn còn á, tung stand thì mình cũng còn luôn, để mình đem xuống phía dưới rồi mình sẽ bắt đầu nung ra nhá. Phía dưới này thì mình có khá là nhiều lò nung luôn nên tốc độ nung nó cũng sẽ nhanh hơn so với bên trên. Và trong này thì mình còn tung stand nè, rồi có lightning stone phía bên này nữa. Rồi giờ thì chỉ cần làm một cái bàn chế tạo đặt ở dưới này đi, vì khi có bàn chế tạo này thì mình có thể ấn nhanh được á, chứ trong ba lô thì không có thể nào ấn nhanh được đâu. Đặt bàn chế tạo phía này, rồi sau đó làm trước cái tung stand coi, cái lightning, black light coi, làm được 1, 2 và 3 cái. Rồi giờ thì có thể làm được màn hình chưa? Ý, à đúng rồi, mình còn thiếu sắt đen cơ. Không biết trong cái rương khoáng sản này mình còn sắt đen không ta? Ôi chết rồi, sắt đen mình để ở trên hết trơn rồi. Để mình mang một mớ xuống phía dưới xài luôn nha các bạn. Sắt đen đây nè, chỉ làm 2. Trong này hình như vẫn còn sắt đen nữa thì phải, đúng luôn. Rồi giờ thì xuống dưới và bắt đầu chế tạo thôi nhá. Mình chưa biết trong này nó có cái thang máy tự động không nữa, để sắp tới mình nghiên cứu coi nếu có thang máy tự động á, mình sẽ làm một cái thang máy để mình có thể di chuyển từ dưới này lên trên và cũng như là từ trên xuống dưới cho nó nhanh hơn nhá. Chứ chơi rơi như vậy thì nó cũng khá là chậm á. Giờ thì không chần chờ gì nữa, mình sẽ vô cái bàn chế tạo này, rồi sau đó ấn nhanh cái màn hình thôi. Vẫn chưa chịu nữa hả? Ui gì kỳ vậy? Ủa hình như mình chưa lấy black lại. Chưa lấy cái màn hình đen ra mà đòi đánh nhanh. Thì cái tình á, đây nè, được một cái màn hình rồi nè. Còn đủ để làm cái màn hình thứ hai không? À thiếu cái black light rồi, để mình làm thêm một mớ cái đã. Giờ thì đã đủ để làm thêm hai cái màn hình nữa, là được ba cái màn hình rồi nè. Cái này không biết có đặt xuống được không ta? Đó. Đặt xuống được đàng hoàng nhá, nhưng mà nó chưa có hiện hình được các bạn ơi. Mình cần phải làm full cái máy tính của Batman cơ. Và nó cần thêm logo của Batman hả? Logo thì mình cần phải có bao nhiêu cái sắt đen ta? Ba khối sắt đen lận. Ui mắc vậy. Đừng nói bây giờ mình hết sắt đen nha, mình nghi lắm luôn á. Ui chết rồi, hình như mình thiếu sắt đen á các bạn ơi.
Lần trước gặp sắt đen cả đống không chịu đào, giờ cần quá trời sắt đen rồi nè. Giờ thì mình chỉ đủ làm cái logo thôi, còn thiếu hai khối nữa. Và đây có sắt đen nè, may cho mình là cái đường đào của mình vẫn còn sắt đen á. Để bây giờ thì mình sẽ lục lại cái số sắt đen mà mình chưa kịp đào để mình khai thác nốt nhé. Chứ không thôi là không có sắt đen để làm cái máy tính đâu á. Có được cái máy tính này thì công việc chế tạo nó cũng sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều luôn. Đây đây đây, vẫn còn sắt đen, may quá. Và hiện tại thì mình vẫn chưa có mở rộng thêm á, để ít bữa mình farm thêm thiệt là nhiều xương rồng đi, rồi mình sẽ kết hợp với redstone nè, cũng như là thú súng, để mình có thể tạo ra những cái giấc mơ người đào mỏ và hoàn thành nốt cái căn phòng bí mật của mình ở dưới lòng đất nhá, chuyên nghiên cứu và chế tạo những bộ giáp siêu anh hùng luôn. Ở đây có thêm redstone á thì mình cũng tranh thủ đào để tìm thêm kinh nghiệm nè, với cả là chuẩn bị cho việc sử dụng trong thời gian sắp tới nữa. Như vậy ý, đây đây đây, hướng này vẫn còn nè. Rồi như vậy hướng này đã sạch bóng những cái sắt đen rồi. Ở đây chưa sạch hẳn đâu, còn một ít ở phía trên nè. Sẽ ăn vô cái đã cho nó no bụng. Rồi sau đó đi tiếp về hướng còn lại coi coi còn sắt đen không nhá. Ui, chưa hết mình được 30 mấy cái sắt đen rồi nè. Tính ra cũng nhiều quá chứ. Đây cho nung tiếp vô luôn. Rồi giờ thì mình sẽ đợi cho nó nung nó nốt cái số ý nó đang nung tung stand hả? Ồ đúng rồi, nó đang nung tung stand các bạn ơi. Cái giờ thì mình sẽ đợi cho nó nung hết cái số sắt đen đó, rồi sau đó mình sẽ tiếp tục công việc chế tạo nhá. Trong lúc chờ đợi cho nó nung ra thì mình cũng đào thêm được bốn mấy cái sắt đen nữa nè các bạn ơi. Sắt đen dưới này có thể nói là rất là nhiều luôn á. Để bây giờ mình sẽ trở lại đằng kia và bắt đầu cái công việc chế tạo luôn nhá, coi nó nung xong chưa. Ui nó nung lâu thế nha. Để mình qua cho qua cái lò này đi, lò này chưa có nung cái gì nè. A few moments later. Giờ thì mình sẽ lấy thêm những cái hai tác electronic nè, cũng như là làm một cái bàn chế tạo nữa. Rồi sau đó vô trong và nén sắt đen lại thôi. Nung cả buổi trời cuối cùng cũng có sắt đen rồi nè. Hy vọng là vừa đủ nhá. Đó, xong rồi nè. Được một cái vàng máy tính của Batman và các bạn nhìn cái kích thước của nó kìa. Mình cầm không có xuể luôn á, to cực kỳ luôn. Và phía trên đó hình như còn có hình của Batman hay sao á. Đó, có cái logo các bạn thấy trên màn hình nhỏ nhỏ không? Đây đây, để mình zoom lại cho các bạn xem này. Đó, có hình logo Batman ở khắp mọi nơi. Và mình sẽ đặt nó ở phía dưới nha, chứ không có đặt ở phía trên đâu. Tại vì cái nhà phía trên á, nó bé xíu à, đặt là nó chón chỗ cực luôn ý. Rồi, giờ thì xuống phía dưới nè, đặt cạnh cái dàn máy tính siêu anh hùng này luôn đi. À, để mình chặt cái bàn chế tạo này ra cái đã. Đặt chỗ này không hợp lý rồi, phải dời chỗ khác thôi. Và dàn máy tính của Batman. Kích thước của nó to ngẩn các bạn ơi. Coi nè. Ui cái này nó bự gấp đôi gấp ba cái dàn máy tính của siêu anh hùng luôn á. Được thiệt sự. Rồi bây giờ thì mình sẽ ẩn vào một cái. Búp. Kích hoạt lên. Quên mất. Máy tính của Batman thì chỉ có Batman mới dùng được thôi. Chứ người thường đâu có dùng được. Và để trở thành một Batman thì mình cần phải có một bộ giáp. Và công thức của bộ giáp Batman thì để mình tham khảo coi nào. Đầu tiên thì mình cần phải có cái phần nón. Công thức làm từ những cái black glow cũng như là glow thường thôi hả. Áo thì cần logo cũng như là gray glow. Ui tính ra cái công thức của bộ giáp Batman rẻ cực ý các bạn ơi. Được đó nha. Và ở đây thì mình có thể làm trước những cái cộng dây nịt nè, để mình vô đây mình lấy cái hai tác electronic kết hợp với vàng để làm dây nịt cho Batman nhá. Mình thấy công thức dây nịt dễ làm cực nè. Đâu rồi, đây 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 đây. Làm trước ý. Không cho nhanh hả? Không cho nhanh thôi, làm thủ công cũng được. Làm 1 2 3 cái nè. Rồi sau đó cần gì nữa để làm được cái quần đây? Cần thêm gray glow. Và công thức làm từ những cái len xám các bạn ơi, mà len xám như mình nhớ trong pho tượng còn hay sao á. Để bây giờ thì mình sẽ biến hình như vậy, rồi sau đó đi tìm len xám nhá. Kéo mình không biết có mang theo không ta. Chưa 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 chưa. Để cắt len nhanh thì mình cần phải có kéo á. Vô trong nhà kiểm tra coi kéo mình có vứt đi đâu không có đã. Mình nhớ rõ ràng lần trước mình có cây kéo mình chưa có dùng luôn ý. Chết, ở đây nè, đây nè, đây nè. Ui suýt nữa thì bị lạc thêm cây kéo à. Rồi giờ thì đi tìm len xám thôi. Và len xám thì có một vài pho tượng á, có cả đống luôn. Nhưng pho tượng này có không? Để kiểm tra lại cái đã. Pho tượng này không có len xám nhưng mà có len đen nè.
Không biết cái công thức này có cần len đen không ta? Mình nhớ như cần á, đúng rồi. Rồi, vậy là mình đã có được len màu đen rồi nè. Kế tiếp thì mình sẽ đi tìm thêm những cái len xám đúng không? Len xám nếu mà không có thì mình bắt buộc phải tìm len trắng rồi sau đó nhuộm màu thôi à. Pho tượng này không có cái màu xám ta. Không biết trong này còn pho tượng nào có màu xám không nhờ? Mình không để ý kỹ nữa, thường thường thì mấy pho tượng này có mình thấy có màu xanh có nè, màu cam có nè, màu đen có nè, màu trắng thì thỉnh thoảng thôi. Ui ui ui, có cua, con cua bự lắm. À, có mấy tên cướp này, đi ra mấy tên cướp kìa. Cướp nè. Ui, ở dưới có con Viper đang chiến đấu với con cua. Mình trên đây mình sẽ cà kịa bằng những cái phát tên nhé. Ui, bắn bắn con cua không xi nhê các bạn ơi. Bắn Viper coi được không? Cũng không xi nhê luôn. Thôi kệ đi, mình chuyện của ta mình không nên xí vào đâu, xí vào nhiều khi nó vả mình sắp mặt ấy. Rồi giờ thì tiếp tục đi tìm những cái pho tượng thôi. Thằng đó mình sẽ tìm thêm một vài thứ cần thiết trong những pho tượng nữa. Ui. Ui. Với cái địa hình này thì mình có thể đoán đây là chính là vùng đất của Wakanda. À thì ra là đây là vùng đất của Wakanda này các bạn ơi. Nè mấy mấy ngôi nhà nè. Thiết kế này chỉ có mấy cái ngôi nhà trong vùng đất Wakanda thôi. Vậy là mình không nhất thiết phải chế tạo một cái bản đồ dịch chuyển tới thế giới Wakanda mà chúng ta có thể tìm trực tiếp ở trên này luôn. Ui, ăn trộm cũng hoành hành ở đây nữa hả? Thế giới này mà cũng có ăn trộm nữa. Ui, và mấy bác dân làng trong đây rất hợp. Nè 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 nè. Wakanda Citizen nè. Mấy bác dân làng trong này. Và coi coi trao đổi cái gì nào. Đổi một cái Vibranium. Đây là như là một loại loại chất hay là một loại khoáng sản gì đó, mình cũng không rõ nữa. Nhưng mà nếu như vậy thì chắc phía dưới lòng đất này sẽ có loại khoáng sản đó hay sao ấy ta. Ui, đây còn có kiến nữa. Còn có mấy con kiến nè. Cái này coi coi ổ kiến gì đây. Kiến kiến nâu nè. Và à ý cái này ổ mối không phải ổ kiến các bạn ơi. Ổ mối con mối nè, nó đâu. Ui, nó cũng cắn mình nữa hả? Hung hăng vậy. Mà kiến đen thì mình không có vào đâu, thế giới kiến đen nó bị lỗi các bạn ơi, nó lắc máy cực luôn ấy. Mình đã từng test rồi nên thôi mình sẽ không vào thế giới kiến đen nhá. Ui, cái này còn có cà phê nữa nè. Ủa nhưng mà sao cái nhà làm gì bị cháy rồi? Dập lửa dập lửa. Thiệt tình mấy bác này làm ăn sống nhăn à. Để nhà cháy mà cũng không may nữa. Cái này như thổ dân á, da đen thui à mà đã các bạn còn tóc đỏ nữa. Và mấy bác này đổi ba lô dân làng thôi hả? Mấy bác dân làng da đen này đẹp trai á. Nhìn tóc đỏ là thấy thấy mạnh mẽ rồi. Rồi bây giờ mình sẽ lên đây để dập lửa cho nhà bác dân làng này cái. Thiệt tình luôn á, để lava chiến biết nữa rồi làm cho cháy nhà hả? Ui, cái này dập lửa không được luôn á. Nguy hiểm ghê, nhà nào cũng bị cháy vậy. Tự nhiên để một đống lava bên trong chiến biết nữa. Rồi và coi nào. Ui. Ui, có anh bạn hay đổi cái kiếm kẹo nè. Mình tiếc gì ta, lần nào đi mình cũng quên MR hết á. Mình muốn muốn trao đổi một vài món đồ lạ lạ đem về để test thử các bạn ơi, biết đâu nó lại có một cái chức năng đặc biệt gì thì sao. Ở đây là một cái pho tượng có màu xám không, hình như không có màu xám nữa rồi, có màu nâu với màu đen thôi hả. Vui tìm mấy pho tượng mà có cái màu xám khó cực luôn ấy. Ủa nhưng mà các bạn có để ý là cái cây kéo nó không có bị hư không? Cây kéo này cây kéo vô hạn hay sao rồi, mình đào mà nó không bị mất độ bền luôn nè. Ui xịn dữ vậy. Rồi bên đây coi có màu xám không. Hình như bên này có màu trắng đúng không ta, mình nhớ cái pho tượng này thường thường sẽ có màu trắng nè. Ui, cái này không có màu gì luôn, không có màu màu màu, màu trắng rồi các bạn ơi. Cái này là màu màu ấy nè 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 nè, màu xám nè. À mà không, cái này là gray rồi, mình cần light gray cơ, cái màu xám nhạt ấy đúng không. Ừ đúng rồi, cần màu xám nhạt mới làm được. Trời ơi, nè 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 nè, màu trắng nè. Ồ, được được được. Cuối cùng thì cũng tìm ra rồi các bạn ơi. Giờ tìm sẽ tranh thủ lấy nốt cái số này á, rồi sau đó mang về để sử dụng nha. Trời, tìm mấy cái màu này khó khăn ghê luôn á. Đã vậy nó còn không có nhiều nữa, có chút ít à. Ồ, màu trắng ít vậy ta.
Có chi pho tượng nào cũng có nhiều màu trắng thì nó dễ biết mấy. Chắc sắp tới mình phải làm một cái trang trại cừu rồi các bạn ơi, chứ tình hình như vậy thì khó khăn trong việc chế tạo lắm luôn ấy. Ok, bây giờ mình sẽ tìm nốt xung quanh đây coi coi còn cái pho tượng nào có màu 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 trắng với màu xám không nhá. Rồi sau đó thì mình sẽ khai thác mang về thôi. Nãy giờ quên mất là trong mấy pho tượng này mình chưa kiểm tra coi có đồ không á. Để bây giờ thì mình sẽ vừa lấy đồ trong này nè, cũng như là vừa lấy thêm len trắng mang về nhá. Chứ không thôi thì bỏ đồ trong này thì phí lắm luôn ấy. Rồi hiện tại thì mình đã lấy được một ít cái món đồ ở tầng dưới rồi. Giờ thì trèo lên tầng trên cái đã. Sử dụng đá cuội để làm block để trèo lên. Giống như vậy và kiểm tra đồ. Lại thêm phiến đá sức mạnh nữa. Dư rồi đó nha. Vậy là nó muốn mình làm cái găng tay vô cực rồi đúng không? Để xíu về mình sẽ làm nốt cái găng tay vô cực luôn. Chứ cho nhiều đá vậy xài sao mà hết được. Nhiều khi mình đủ làm hai ba cái găng tay luôn á. Có thêm cái phần sắt nè. Rồi nhẫn. Amethyst thôi, mấy thứ đó thì mình có hết trơn rồi nên mình sẽ không lấy nữa nhé, để tiết kiệm cái ô đồ. Và đi lên trên tiếp thôi. Trên này thì có Pandora Box nè, nút bát thường dưới bánh mì. Bên này thì có những cái nó thêm đá sức mạnh nữa. Nhiều đá sức mạnh thiệt sự luôn các bạn ơi. Và ui đây nè, trời ơi, nó giấu hàng các bạn ơi. Chơi giấu chơi mà chơi giấu mấy cái len trắng ở bên trong chứ làm sao mà người ta thấy được đúng không? Rồi bây giờ thì mình sẽ tranh thủ lấy nốt cái số len trắng này nhá, rồi sau đó vào cái pho tượng cái bên để kiểm tra đồ luôn. Thì ra giấu đồ trong này hả, chơi kỳ ghê á. Rồi đã lấy được số len trắng rồi nè, giờ thì qua pho tượng cạnh luôn thôi, vứt mấy cái len mà không xài đến đi, rồi biến hình và qua pho tượng bên đây. Ui, bên đây còn hai pho tượng luôn. Wow, được thiệt sự á nha. Thường thường thì đồ xịn nó sẽ ở tầng trên các bạn ơi, nên mình sẽ đột nhập từ phía trên. Nó cái áo gì kìa. Áo này áo không, cái này cái thân thôi, cái này chưa hẳn là một bộ giáp các bạn ơi. Và cái lớp kháng xẻ gì mà trắng trắng vậy, chưa, để mình kiểm tra thử coi cái kháng xẻ gì mà trắng trắng vậy. Bronze. Và cái này dùng để chế tạo một áo giáp hả? Có Aqua Infinity. Cái này bộ giáp để chứ khám phá biển rồi. Và trong này còn nhiều thứ quá. Đồ mình thắc mắc có một vài cái rương nó sẽ bị giăng đồ ra nha các bạn, chứ nó không có ở nằm bên trong đâu, nó giăng đồ tiếp ra ngoài luôn ấy. Để mình vứt bớt những thứ còn tiếp vô trong lại cái đã. Cho vô trong nè, Pandora bắt cho vô luôn. Rồi còn thứ gì lấy được không? Ui, nhiều đồ chưa kìa. Ôi, có vẻ trong này không có đồ xịn rồi. Và phía trên tiếp tục có len trắng á. Ok, để bây giờ mình sẽ lên trên khai thác nốt số len trắng đi rồi tiếp tục vào mở rương nhá. Viên đá màu vàng. À, viên này viên đá thực tại rồi. Viên đá đó thì mình không cần á. Nhưng mà tính ra cái viên đá thời gian là khó tìm cực nha các bạn. Mình tìm hổm rài mà vẫn không thấy viên đá thời gian luôn. Ui, mình thấy viên đá đó có gì đâu mà khó tìm dữ người ta. Không biết chức năng của nó có xịn không nữa mà khó tìm ghê luôn ấy. Rồi và như vậy cái pho tượng này không có đồ gì xịn hết. Để mình lấy thêm một ít cái len trắng nữa. Rồi sau đó qua pho tượng cái bên luôn nha. Lại là đá sức mạnh. Bó tay luôn vào nó được một cái Meteorite Summon gì nè. Ok, để bây giờ mình sẽ mang về thử nhá. Hình như cái này dùng để triệu hồi boss ra hay sao ấy. Không biết có phải không nữa. Và một ít thuốc súng nè. Ok, lấy tạm về đi. Rồi xuống tầng kế thôi. Và cái pho tượng này hình như không có màu trắng rồi. Pho tượng này không có màu trắng rồi các bạn ơi. Một viên đá linh hồn. Thôi cái này ở nhà mình có 6 bi viên rồi nên mình sẽ không lấy nữa nhá. Nhiều quá thì nó cũng không có thể chế tạo được á các bạn ơi. Và cái này thì không có đồ cần thiết. Cái này là len màu gì ta? Màu xám rồi, chứ phải màu xám nhạt. Đây đây đây, màu màu trắng đây. Không có màu xám thì cho màu trắng cũng được. Và lấy hết cái số trang màu trắng này về nhá. Ok, bây giờ thì mình cũng đã khai khá đủ cái số len rồi đó, nên mình sẽ trở về nhà và bắt đầu công việc chế tạo thôi các bạn ơi. A few inches later. Bây giờ thì mình sẽ lấy những cái sợi chỉ ra và tạo thành những cái glow nhá. Cái này thì mình cần phải có ray glow nè, làm trước một ít coi. Ui, hình như mình chỉ làm được có một có bốn bốn cái trước à. Phải tìm thêm màu màu xám rồi. Và màu xám thì đợt trước mình vô tình phát hiện một loài hoa có thể làm được màu xám ấy. Và ngoài này thì có rất là nhiều luôn nè. Cái này đúng không? Không biết cái này có đổi ra được không nữa. Đúng luôn, đúng là cái này rồi nè các bạn ơi. Rồi giờ mình sẽ hái thiệt là nhiều hoa này để vô trong làm cái bột nhựa màu xám nhá. Rồi giờ thì ẩn một phát, được cái nón của Batman. Kế tiếp là cái áo nè. Rồi đến cái quần thử xem. Quần thì còn thiếu Ray Glow hả? Nhưng mà mình hết chỉ luôn rồi.
Chắc bây giờ mình phải đi farm nhẹ nữa các bạn ơi, chứ bây giờ trong kho đồ mình á không còn miếng chỉ nữa. Ui trời, ui nó con sâu nó quýnh mình một phát, đang ở dạng máy bay nó mất tiêu luôn. Mất tiêu ổn nên không biến hình được á, có chịu thiệt sự luôn. Để bây giờ mình sẽ ra ngoài khu vực trống trống để mình farm nhện đó, rồi sau đó trở về nhà và tiếp tục chế tạo thôi. 2 hours later. Ui là mình đây nổ cái đùng vậy. Ui bên kia làm gì nổ cái đùng vậy các bạn ơi. À, có nhện luôn. Ây da da. Creeper nè. Đây là một loại khoáng sản nữa. Ây da, ây da. Con zombie này, zombie hổn hổn. Ui đừng 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 đừng, con nhện của tôi, đi đi đi. Đi đó. Con Lisa này đi chỗ khác, con nhện của mình. Mình không phải làm nhện để làm bộ sáp của Batman. Thế nhưng mà anh không rơi ra luôn rồi. Buồn dữ hả. Và để mình qua đây kiểm tra coi đây là loại khoáng sản gì nhá. Tự nhiên phát hiện nó nổ cái đùng bên đây nè. Đào ra thử. Đây là những cái chip nữa. Chắc cái này là lợi tế chế tạo giáp đúng không? Đúng rồi, bộ giáp này kháng lửa các bạn ơi. Một cây kiếm nhưng mà có 6 sức tấn công rồi hả. Ui cái này nó mới rớt xuống nè, trên tủ đào đi các bạn ơi. Để một hồi nó nguội nó thành hắc diệm thạch nữa. Ui tính ra bây giờ có nhiều cái thiên thạch rơi xuống cái thế giới này quá ta. Được 18 rồi. Ồ, hệ 14 luôn, hình như cái này có áp dụng được gia tài hay sao ấy. Mình thấy mình đào ra nhiều cực luôn. Wow, xịn 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 nha. Rồi được 34 luôn nè. Bên kia còn cái một cái lucky block nữa, để mình qua bên đấy đập nốt luôn nhá. Coi coi cái lucky block đó sẽ tạo ra cái gì. Hy vọng là một thứ tốt đi, chứ đừng có tạo ra TNT hay gì hết, để không hồi nó phá hủy thế giới nữa. Và ra cái gì đây? Ui. Ra cái đống đồ redstone luôn kìa. Mình sẽ nhặt mấy cái gì, máy so sánh, mấy cái máy so sánh hay sao ấy. Sticky Piston nhặt luôn nè. Tiền tiền không cần. Đâu rồi? Cần mấy cái máy so sánh cơ. Đâu rồi? Rơi vào đi. Không, ở đây 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 có rồi nè. Và slam thì thôi, không cần farm cũng được, con đó nó quýnh đau lắm luôn á. Để mình đi tìm nhện tiếp với đã, tại vì bây giờ mình đang rất là cần nhện luôn các bạn ơi. À đây rồi, nhện đây rồi. Nhện nhện nè. Có rơi ra không? Rơi ra sợi chỉ đi. Sợi chỉ. Sao không rơi ra? Lúc mình cần farm sợi chỉ. Đây nè, đây nè. Được mấy à? Được 4 rồi, còn ít quá. Ok, chắc bây giờ mình sẽ farm thêm quá. Lúc mình cần farm chỉ thì nó không rơi ra một cọng luôn á. Tới hồi không cần thì nó rơi cả đống mình vứt hết trơn. Bó tay luôn. Ui, và phía này có con gì nè. Để mình farm thử coi coi nó sẽ rơi ra món đồ gì nhá. Ender Reaper hả? Ui, nhện á. À, đây rồi, nhện đây rồi. Thiệt tuyệt, và rơi ra 12 chỉ luôn. Quá dữ, quá dữ. Và như con Ender Reaper nó đi mất tiêu luôn rồi. Ui, cái gì đây? À, thích bắn cung không? Thích bắn cung không? Thích bắn cung không? Thích bắn cung không? Bắn bắn robot hả? Dám bắn robot nè, bắn cho người ấy gớt xuống hầm luôn. Rồi và bên này vẫn còn một con Skeleton nữa các bạn ơi. Hình như đây là những con Skeleton độc hay sao ấy. Nó bắn mình dính độc quá trời luôn. Kìa 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 kìa. Ui mình bắn nó mình cũng tự bị dính độc nữa. Nguy hiểm thiệt sự luôn. Ok bây giờ thì mình sẽ coi coi mình có gỗ trong người không ta. Như mình hết gỗ trong người rồi, để mình ấn nhanh công thức á, về nhà chế tạo thôi các bạn ơi. Chắc giờ cũng đủ rồi chứ gì. Rồi vô trong nhà nè, mình còn thiếu cái phần, hình như là cái phần quần thì phải. Cái phần quần thì coi nào, cần gray wool nè. Làm thử coi, 1, 2. Và hy vọng là đủ nha. Tôi không muốn đi vào nhà nữa đâu. Được cái quần rồi, cuối cùng là cái đôi ủng. Được luôn. Xong rồi các bạn ơi, sau một chuyện gian nan vất vả thì mình cũng đã tìm đủ nguyên liệu và làm được bộ đồ của Batman rồi. Giờ thì mình sẽ dọn dẹp đồ trước khi test thử sức mạnh của bộ đồ Batman nhé. Tomorrow. Mình đã dọn dẹp đồ xong rồi và bây giờ thì mình sẽ đi xuống dưới để test thử sức mạnh của bộ đồ Batman nhé. Đầu tiên thì mình sẽ mặc vào trước đây. Đây, mặc full bộ luôn cho nó hoàn chỉnh. Rồi đầu tiên là cái phần nón trước nè. Đó, có phần nón của Batman rồi nhưng mà vẫn tiếp tục để lộ phần nón cũ của mình với phần tóc của mình á. Rồi giờ thì đến cái áo đi. Ui, áo này có áo choàng đàng hoàng luôn nha. Ui, nó thay thế cái phần áo choàng của mình luôn. Đẹp thiệt sự các bạn ơi. Rồi đến cái quần nè. Đó, và cuối cùng là đôi ủng.
Và bộ giáp này thì vẫn cho mình sức mạnh. Và ngoài ra thì khi ấn chạy nhanh thì mình vẫn được buff thêm tốc độ nha, khá là xịn. Và bây giờ thì mở máy tính lên. Đó, các bạn thấy chưa? Đây là máy tính của Batman đó nha. Có radar nữa này. Ui, và mở lên. Đó, đây chính là máy tính của Batman đấy. Rất là xịn luôn. Ngoài ra trong đây á, Batman còn có những bộ giáp nâng cấp sau nữa. Để sắp tới mình có nguyên liệu thì mình sẽ nhất định nâng cấp hết những cái cấp độ kế tiếp của bộ giáp Batman nhá. Và mỗi bộ giáp thì sẽ có sức mạnh khác nhau. Nhưng mà như bộ giáp này thì cấp độ cơ bản á, nên chưa có dùng skill được các bạn ơi. Khá là tiếc á nha. Nhưng mà thôi kệ đi, mới bắt đầu mà, từ từ thì chúng ta sẽ có những bộ giáp xịn hơn. Còn bây giờ thì mình sẽ lên trên để chế tạo thứ mà mình tìm kiếm từ bấy lâu nay, đó chính là cái găng tay vô cực nha. Phải mất công đi tìm rất là lâu thì mình mới đổ những cái viên đá sức mạnh nè. Bây giờ thì mình sẽ sử dụng chính những viên đá sức mạnh này kết hợp thêm với cái gì ta, để mình cái Infinity Cloud Net là. Và cái này thì cần phải có thêm vàng và kim cương hả? Hai thứ đó thì có thể nói rất là rẻ luôn. Lấy thêm vàng nè. Rồi giờ thì cho vô vàng chế tạo, ấn nhanh một phát giống như vậy. Không cho ấn nhanh hả? Sao cái này nó không cho mình ấn nhanh ta? Buồn ghê luôn á. Không cho ấn nhanh thì đặt từng viên đá vô luôn, chứ có sao đâu. Giống như vậy nè. Và mình đã. Ơi nhưng mà khoan, cái này thì mình sợ nó có một cái sức mạnh thôi á. Ui, chế tạo xong nó trả lại những viên đá sức mạnh cho mình nè. Ui tốt bụng nha, vậy là mình có thể làm thoải mái những cái găng tay này luôn. Và bây giờ thì khi Batman sở hữu găng tay vô cực thì nó sẽ như thế nào? Nó hơi sai sai á, tự nhiên Batman mà cầm găng tay vô cực nó không có logic gì trơn. Rồi và mình sẽ đến một nơi xa xa để test sức mạnh đi, để không thôi test gần nhà quá thì nó nguy hiểm lắm. Coi coi có tên nào ở đây để mình có thể test không ta. Cái viên đá hiện tại thì nó đang ở chế độ là viên đá sức mạnh các bạn ơi. Và mình cũng có thể thay đổi cái viên đá á. Các bạn có thể nhìn góc trái màn hình kìa. Nó My Gem này, Space Gem, rồi Time Gem. Ui, có cả viên đá thời gian luôn. Xịn thiệt sự. Rồi đầu tiên thì mình sẽ test viên đá sức mạnh, cũng là viên đá chính trong cái công thức chế tạo này. Và viên đá sức mạnh thì chưa phải tìm mục tiêu cái đá. Cái này thì mình nghĩ nó phải trưởng ra. Ê kìa, đằng kia có bé cụ kìa. Thôi tội nhưng mà thôi cũng ghệ rồi chứ biết sao giờ. Và bùm. Ui, cái này là trưởng ra hả? Một chưởng là chết bé cụ luôn. Ui, cái này mạnh vậy. Bé cụ 50 mấy máu lần đó. Mà một chưởng cũng đi đứt luôn rồi. Đúng là găng tay vô cực của các bạn ơi. Ui, rồi ra cả đống len luôn nè. Sướng ở nha. Đỡ phải đi cắt len cụ. Rồi, mình coi coi còn con nào mạnh mạnh nữa không ta. Chắc bây giờ mình phải tìm cái ổ kiến mà, qua thế giới kiến để mình test sức mạnh rồi các bạn ơi. Được đó nha. Rồi giờ thì đằng kia có bé bòi vàng kìa. Bùm bùm, nó một thấy anh một búng nhẹ thôi là chết queo liền. Và có ui xịn thiệt sự. Ok bây giờ mình sẽ tìm một cái tổ kiến nhá, rồi sau đó chúng ta cùng nhau qua thế giới kiến để test sức mạnh của cái găng tay vô cực và xếp đồ này thôi. Đi một lúc á thì mình tìm được 1, 2, 3 quá trời tổ kiến luôn nè các bạn ơi. Ok tạm thời mình sẽ lấy cái tổ kiến này về nhà trước nhá. Kiến thường thì hồi không lấy đâu. Cái này là Unstable End hả? Kiến đâu rồi? Con kiến đó. Ê. Ủa sao này toàn kiến đen không vậy? À đây nè, đây con, đây là con Unstable End nè. Mình sẽ qua thế giới của con kiến này nhá. Bên thế giới con kiến này thì mình thấy có rất là nhiều những con quái vật luôn. Đâu rồi? Đó, có cá bay nữa kìa, rất là nguy hiểm nha. Đầu tiên thì mình sẽ test thử cái sức mạnh bộ giáp trước cái đã. Và trong này à cái mình nhớ rồi, cái này có những cái con Molenoid. Con này thì coi đánh có đau không. Đánh đi. Sao nó không đánh mình ta? Đó, nó đánh mình rồi kìa. Ui, nó đánh đầu nha. Ui, đánh đầu thiệt á. Rồi giờ thì ngươi ăn thử một hit của ta coi. Oh my god. What? Ui. Ui cái này. Một búng mình là chết con 200 máu luôn. Ui còn phát nổ được nữa nè các bạn ơi.
Wow, xịn thiệt sự luôn á. Nhưng mà trong này có mấy cái hồn ma nó ồn quá à. Mấy con ghost á. Cái này là tổ kiến gì đây? À, unstable end nữa. Cái này nó còn có công dụng là phá block nữa nè. Tạo thành một bù nổ. Đây là viên đá linh hồn nè. Hình như viên đá linh hồn có thể nhốt mục tiêu vào hay sao ấy. Con kiến này nhỏ quá, như bắt không được rồi. Để mình kiếm mấy con bự bự lên đi. Mình sẽ bắt thử xem nhá. Chẳng hạn như là... đâu rồi? Đây có con gì đây? Con rồng. Bắt con rồng luôn. Bắt con gót này được không? Bắt được luôn nè. Bắt được hai con rồi đó. Một xíu mình sẽ đem đi thả ra nhá. Vừa có thể bắt và vừa có thể thả và... ui, cái này nó còn đào được. Găng tay vô cực đào nè các bạn ơi. Ừ, cái này đào nhanh nha, như chế độ sáng tạo luôn á. Ui, chặt gỗ này. Và thả con rồng ra. Ui, cái này là con ma rồi. Thả con rồng ra. Đó. Ui, xịn thiệt sự luôn. Ơi, nhưng mà mình không nên test con rồng đâu, tội nghiệp lắm. Rồng thì mình khá là hết á, nên không test sức mạnh được. Và để một con quái vật khác coi. Dưới thế giới này thì... bên kia là... à không, cái cây thôi, tưởng đâu con quái vật chứ. Để bây giờ mình sẽ tìm một cái con quái vật nào đó để test tiếp sức mạnh nhá. Ở đây có cái căn cứ của những cái con Enderman nè. Đây là con gì đây? Goldfish hả? Goldfish thì mình sẽ chỉnh sang đá sức mạnh. Sau đó búng một phát cho nó gớt nại luôn nè. Ủa, nó bay đi rồi. Ủa, nó xa quá, mình búng không tới các bạn ơi. Để vô đây đi cho nó gần. Bên đây có con gì đây? À, Ender Reaper nè. Ui, ui, nó ồn, nó ồn. Con đó có tuyệt chiêu là làng các bạn ơi. Nó làm mình bị chói tai á. Ui, nó dám quấn mình. Để mình test thử đòn đánh thường của cái găng tay vô cực thôi. 9 đam. Đòn đánh thường của găng tay vô cực tới 9 đam lần các bạn ơi. 22 đam. Nó sẽ có sát thương ngẫu nhiên nha. Dao động từ 9 tới 22 đam luôn. Được thực sự. 23 đam luôn kìa. Ui, giờ thì test tiếp những viên đá khác thôi. Viên đá linh hồn thì mình cũng test rồi, có công dụng đó chính là bắt những cái mục tiêu vào bên trong á. Rồi giờ thì đến viên đá thực tại nè. Ui. Các bạn có thấy gì không? Sức mạnh của viên đá thực tại. Mình có thể chuyển sang chế độ sáng tạo luôn. Oh my god. Wow. Trời ơi. Xịn thiệt các bạn ơi. Ờ, bây giờ mình sẽ ví dụ coi mình có thể lấy được cái này ra không. Lấy được luôn. Thôi, ví dụ thôi chứ không có chơi chế độ sáng tạo đâu. Ui, cái găng tay vô cực có khác rất là bá đạo luôn. Rồi thì đến My Gem có công dụng là gì ta? Mình không biết cái My Gem này có công dụng gì nữa. Mình thử ấn vô mục tiêu coi. Không biết công dụng của My Gem này là gì ta. Mình cũng chưa rõ nữa nên tạm thời thì qua cái Space Gem đi. À, Space Gem thì giống như là cái rương Ender đó các bạn ơi. Mình có thể mở ra một cái rương Ender cũng như là có thể dịch chuyển một cự ly gần thôi chứ không có được xa quá ấy. À, cũng khá là tốt chứ bộ, giúp mình có thể di chuyển qua những nơi khó khăn dễ dàng hơn. Cũng tốt quá nha. Và Time Gem coi, viên đá thời gian nè. Úi, ê các bạn coi nè, mình có thể tạo ra cỏ giống như bột xương vậy á. Và à, còn có thể làm chậm nữa. Ui, được nha. Mình dùng viên đá thời gian này có thể làm chậm được những cái mục tiêu nè. Như con này nó định cắn mình hả? Mình dùng Time Share một phát đứng yên một chỗ luôn. Nhưng mà mấy con dịch chuyển như con Ender Reaper này, nó vẫn có thể tấn công mình được á. Và nói chung, cái găng tay này có thể nói rất là hoàn hảo. Vừa là một món vũ khí tấn công tầm xa nè, vừa có thể đào block cũng như là phá hủy được các công trình. Đó, rất là xịn luôn. À, còn kèm theo cái khả năng bắt cóc mục tiêu nữa. Quýnh một phát, mình bắt cóc luôn. Quýnh mình nè. Quýnh hả? Quýnh hả? Quýnh nè. Ai quýnh mình? Ui, con này bự quá, bắt được không? Bắt được luôn. Ui, cái con cái 1k máu mình cũng bắt cóc được luôn các bạn ơi. Găng tay thì rất là bá đạo. Và bộ giáp của Batman thì mình thấy cũng rất là xịn nè. Nãy giờ mấy con này nó quýnh mình quá trời mà cũng đâu có xi nhê đâu. Cũng tốt quá chứ. Chế tạo từ những cái len thôi nhưng mà rất là khỏe nhá. Ê, đằng kia vẫn còn một con nữa kìa. Để bây giờ mình sẽ chỉnh sang cái đây rồi, viên đá linh hồn nè. 750 máu hả? Bắt cóc luôn nè. Này thì 750 máu. Ê, gì hả?
thích dí không? Thích dí không? Con này ngon vô đây. Ngon vô đây. Ngon vô đây. Bắt cóc hết mấy con nào mà đòi đánh mình. Đánh hả? Đánh hả? Lại đây, lại đây. Bắt cóc nè. Rồi, nãy giờ mình bắt cóc quá trời. Và bây giờ... Ui, số lượng con quái vật mình móc, mình bắt cóc là 11 con rồi. Giờ mình sẽ thả ra từ từ nhé. 1 con, 2 con, 3 con, 4 con, 5 con, 6 con, 7, 8, 9, 10 và 11 con. Chỉnh sang viên đá sức mạnh và tiêu diệt hết mấy con này rồi các bạn ơi. Viên đá sức mạnh, tấn công thôi. Bùm 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 bùm. Ui, một trưởng đi đái luôn. Oh my god. 750 máu, một trưởng cung ngủng cu tỏi luôn các bạn ơi. Trời ơi, cái găng tay này bá đạo thiệt á. Mình nghĩ mình không nên quá lạm dụng cái găng tay này đâu. Coi kìa. Ôi nhưng mà mấy con nhỏ nhỏ thì rất là khó để chưởng chúng các bạn ơi. Nó như con Ender Ripper, nhiều khi mình chưởng nó không xi nhê tại vì nó dịch chuyển được. Wow, bá đạo thiệt á các bạn ơi. Ôi, xịn thiệt á. Ok, bây giờ mình sẽ lượn thêm vài vòng coi coi có thứ gì đặc biệt khác không nha. Rồi mình sẽ khám phá nó luôn. Chứ nhìn sơ qua cái găng tay này là rất là mạnh đối với mình nữa. Nhưng mà Batman như vậy mà cầm găng tay mình thấy nó cứ sai sai thế nào nhỉ? Mình nhớ Batman như bên DC mà, còn găng tay vô cực này là bên Marvel mà. Xài lộn xộn xài ngầu luôn, bó tay mình thiệt á. Ok, chắc bây giờ thì cũng đã trễ rồi, để bây giờ mình sẽ trở về nhà để nghỉ ngơi các bạn ơi. Chứ khám phá dưới này nhiều quá cũng toàn á. Chứ không phải chuyện đùa đâu. Và như vậy trong ngày hôm nay thì mình đã làm được một bộ giáp của Batman. Nhưng mà nãy giờ mình test nó hỏng muốn phân nửa rồi nè. Để có gì mình lấy kinh nghiệm á, mình sẽ sửa lại bộ giáp này nhá. Và đặc biệt nhất là mình đã làm được cái găng tay vô cực, thứ mà mình thấy tìm kiếm rất là lâu này. Và mình có thể thoải mái chuyển đổi giữa những cái viên đá để có những sức mạnh phù hợp á. Rồi và trong thời gian sắp tới thì mình sẽ cố gắng chế tạo thêm những bộ giáp bên Marvel nữa, để có thể sử dụng cái găng tay vô cực này cho nó hợp lý hơn nhá. Chứ xài giáp siêu anh hùng bên DC mà dùng gần tay vô cực bên Marvel thế nó lại ngược đời quá. Rồi và cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Còn bây giờ thì bye bye.